Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình MTB Ray, MTB Prodix và được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tourlay, bánh là 27,5 inch khung nhôm. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì còn là 4.800.000. Thì rất là phù hợp cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp mà thuộc phân khúc hàng chính hãng và là thương hiệu của châu Âu. Mà mức giá rẻ để tiếp cận mới bắt đầu đạp xe thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý để cho các bác thử. Sử dụng khung nhôm thương hiệu Ray, rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Một thương hiệu của Úc. Về model MTB Prodix. Nước sơn nguyên bản. Sơn rất là đẹp, sơn màu tàn thuốc và được pha với thì nhũ. Rất là đẹp. Hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Úc các bác nhé. Mình về xe là size XL này, size dành cho người to cao. Thì lát nữa em sẽ đo size chiếc xe sau. Thì sẽ quay chi tiết khung. Khung viền thì còn rất là mới và đẹp. Chỉ có là do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước nhỏ, xước răm, không thể tránh khỏi. Còn tổng thể các bác nhìn là trên hình. Tổng thể còn giữ cái độ mới và bóng rất là tốt. Được sử dụng bộ đè chuyển động của Shimano Tourlay dòng TX. Đè trước đè sau. Trong cái tầm giá này mà có đồ Shimano thì nó cũng rất là tốt rồi. Và đổi lại đổi được một cái thương hiệu nó cũng rất là ngon của châu Âu này. Mức giá 4.800.000 nó rất là hợp lý. Vành nguyên bản này là 27,5 inch này. Nguyên bản theo xe 27,5 inch. Lốp liếc các thứ là còn zin là đi rất là ít. Phần là ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị một bộ ghi đông dài. Ghi đông dài giúp tạo cảm giác lái thì giúp tạo cảm giác lái rất là tốt và cảm giác nó rất là an toàn khi đi cái loại tay dài này. Sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano với 8 speed đây. Thì bên này là 8 tầng lip và bên này 3. Thì bên này 3 tầng đĩa. Của phanh cơ đĩa. Phanh cơ đĩa. Giảm sóc dầu theo xe. Toàn bộ chiếc xe là em nhập khẩu là nguyên chiếc, nguyên bản, nguyên zin các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 51 cm. Khóa yên đến tâm cổ phốt là 60 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m68-70 đến khoảng 1m80 vừa phù hợp. 1m85 đi trước này cũng vừa đấy. Thì cái khung xe nó rất là to. Các bác 1m85 đi cũng vừa. Tầm 8 tầng lít, xuống rất là mượt mà, cực kỳ ngon. Các bác nào mà đang tìm kiếm một chiếc xe để tích
đang tiếp cận đến xe đạp thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Em mức giá thì còn là 4.800.000 được một chiếc xe đạp thương hiệu rất là tốt, bộ vành bánh 27,5 inch không nhôm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà mình lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.